Trước một số thông tin thành phố Bắc Giang phong tỏa cả khu phố cả trọng, ông Vũ Trí Hải, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang cho biết, thành phố Bắc Giang không phong tỏa, chỉ giám sát chặt chẽ người ra vào khu phố. Khu phố Cả Trọng là nơi 2 ca mắc COVID-19 lưu trú tại khách sạn Thắng Lợi và ăn sáng tại quán ăn Út Béo. Để phòng dịch, thành phố đã lập các chốt giám sát chặt chẽ người ra vào khu phố để thực hiện tiêu trùng khử khuẩn, ra soát các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với hai bệnh nhân mắc COVID-19. Hiện tại, công tác tiêu độc khử trùng, ra soát các trường hợp tiếp xúc trực tiếp, tiếp xúc gần với hai ca mắc COVID-19 đã cơ bản hoàn thành. Người dân được phép di chuyển an toàn qua khu phố này.